quý vị đã vượt qua lên chúng con, đã hy sinh rất nhiều, và có những vị đã có tuổi và cũng đã hy sinh từ nhiều năm nay vẫn cứ tiếp tục như thế, ăn to rất dễ làm cảm động. Xin hết lòng cảm ơn các quý vị thân nhân, các nhóm trưởng thân nhân. Chúng con nhân dịp này cũng muốn đặc biệt cảm ơn một cách đặc biệt đến đây về chị Phong và chị Hợp của nhóm Vinh Hòa đã khoản đã đưa tiền ngày hôm nay. Cũng xin cảm ơn một cách đặc biệt đến nhóm hát của nhóm trường hát truyền tin của giáo sư Vinh Hòa hôm nay đã hiện diện, đã dâng tiếng hát làm cho buổi lễ phục vụ thêm phần sâu sắc và rất là hay, và buổi rất nên thêm phần sâu nhân dịp này trước thềm năm mới. Gia đình tụ tập chúng con xin kính chúc các cha, kính chúc tất cả quý vị và gia đình quý vị một năm mới được dồi dào sức khỏe, được nhiệt tình công đồ và tiếp tục tích cực công tác với chúng con trong công việc bảo trợ ơn gọi. Chúng con một lần nữa xin hết lòng cảm ơn và xin Chúa đổ luôn ơn lành xuống cho quý vị và gia đình quý vị trong năm mới.